Xin mến chào toàn thể quý vị cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo ngày hôm nay trên kênh VietTV. Ờ, thưa quý vị, trong video hôm nay thì VietTV muốn chia sẻ đến cho quý vị một cái thông tin cũng rất là quan trọng. Và cũng đã có anh chị bị phạt tại cái khu vực phi trường khi mà nhập cảnh, đó là liên quan đến những anh chị mang tiền bạc khi mà nhập cảnh. Và cái thông tin này thì nó cũng không có gì mới mẻ ở Việt TV cũng đã chia sẻ đến quý vị rất là nhiều Tuy nhiên thì do là lâu năm thì quý vị mới trở về Việt Nam và có một số quý vị thì vẫn chưa nắm được cái quy định về vấn đề là mang tiền cũng như là một số những cái sản phẩm, những cái loại hàng mà gọi là được miễn thuế khi nhập cảnh vào Việt Nam quý vị. Có cái số lượng nhất định thôi chứ cũng không phải là chúng ta được mang bao nhiêu cũng được bấy nhiêu. Và bên cạnh đó thì đối với những cái quy định kiểu như là tiền bạc đó thì ở các quốc gia mà quý vị định cư sinh sống là quy định khác còn khi mà nhập cảnh vào Việt Nam thì lại là một quy định khác chính vì cái điều đó mà nhiều quý vị cũng đã lầm tưởng và sẽ bị phạt khi mà rơi vào cái hoàn cảnh này cụ thể ở đây thì cũng có anh chị từ Mỹ bay về khi mà nhập cảnh bởi vì tiền để một sớp trong cái hành lý sách tay á để trong cái túi đó quý vị. Khi mà để qua cái máy soi trước khi mà uh, anh chị đó đi ra ngoài cái khu vực sảnh ra đến hải quan đấy thì người ta đã phát hiện là tiền. Người ta sẽ kiểm tra, đếm xem cái số tiền đó có bao nhiêu, có đúng quy định hay không. Và khi mà đếm quý vị thì nó gần 10.000 đô. Bởi vì uh, cái điều đó thì uh, hai cái anh chị này cũng đã bị lập biên bản cũng như là xử phạt tới 300 đô. Trường hợp này thì nó xảy ra bởi vì nhiều nhiều quý vị cô chú anh chị đó lầm tưởng như thế này là do khi những cái anh chị mà xuất nhập cảnh từ nước Mỹ bởi vì ở Mỹ về thì quy định tiền mặt nó được mang cái cái xuất nhập cảnh là dưới 10.000 đô nhưng khi mà ở tại Việt Nam thì luật quy định lại khác, tức là quý vị sẽ được mang và xuất nhập cảnh tối đa là 5.000 đô thôi. Vì vậy khi mà nhập cảnh tại Tân Sơn Nhất cái số tiền đã vượt quá quy định Chính vì điều đó thì cũng đã bị xử phạt. Và phạt ở đây đó là cái lý do tại sao bị phạt. 300 đô thì lý do là các anh chị sẽ thở thôi. Ở sân bay nói chung hải quan người ta phạt bao nhiêu đó là quy định của họ rồi. Mình cũng không có biết cái cụ thể nó như thế nào, ra làm sao. Tuy nhiên khi mà tìm hiểu đó quý vị về luật quy định. Khi mà hải quan người ta phát hiện và xử phạt thì đối với cái người xuất nhập cảnh mang uh, ngoại tệ tiền mặt nó vượt quá quy định thì sẽ bị xử phạt ở cái mức cụ thể rõ ràng luôn sẵn tiện ở đây thì việt tv cũng chia sẻ để quý vị nắm bắt cái thông tin khi mà chúng ta lỡ không may mà mang vào nó vượt quá cái mức quy định cái này thì xử phạt xong thì uh, tiền thì quý vị vẫn được trả lại bình thường nha chứ họ không có quyền tịch thu hoặc là xử lý cái số tiền nó vượt quá quy định của quý vị đâu người ta xử phạt như thế này để uh, tránh cái việc mà chúng ta mang vượt quá quy định vì uh, tránh cái tình trạng rửa tiền cũng như là um, sử dụng với cái mục đích khác thì còn đối với cái mức quy định mà bị xử phạt ở đây á, thí dụ nha, quý vị vượt mức từ 5 triệu cho tới 50 triệu thì sẽ bị bị phạt từ 1 triệu cho tới 2 triệu đồng. Còn mà vượt tới cái mức là 50 triệu đến 100 triệu á thì uh, sẽ phạt từ 5 triệu cho tới 10 triệu. Còn uh, cái mức mà quý vị bị xử phạt từ 10 triệu đến 20 triệu mà cũng không có bị truy cứu trách nhiệm hình sự gì cả. Cái số tiền vượt mức thì sẽ được trả lại, cũng không bị tịch thu. Mức phạt ở đây đó quý vị nói chung là tối đa phạt tối đa nha quý vị mà cái số tiền nó vượt quá quy định từ 100 triệu trở lên. Cái mức phạt tối đa là chỉ được 20 triệu đồng thôi. Thì quý vị cũng lưu ý cái này bởi vì là nhiều khi á mà quý vị mang quá nhiều, ví dụ như mang vượt quá 2 3 400 triệu gì đó nhưng mà Người ta xử phạt quý vị vài chục triệu Thì quý vị vẫn phải nhớ cái điều này Thì luật có quy định Khi mà mang cái số tiền vượt quá từ 100 triệu trở lên Chỉ phạt tối đa 20 triệu trở xuống thôi Đó chúng ta phải nhớ được cái quy định đó Để không may mà mình bị làm khó Làm dễ mình cũng sẽ nhớ được Bởi vì là cũng có những cái lúc Những cái dịp mà quý vị Về quê để thăm gia đình Thăm nhân thân ấy, Rồi là quà cáp biếu xén này kia nhiều khi là ví dụ như mang 5.000 đô là cũng không đủ để mà tiêu xài đâu quý vị còn chưa nói đến những cái chi phí uh, tiêu pha rồi sinh hoạt ăn uống hàng ngày nữa đó không đủ sợ là không có đủ bởi vì nó phát sinh nhiều thứ hoặc là đi chơi đây đó đi du lịch chẳng hạn thì uh, những cái mức chi phí đó ví dụ như là về rồi đưa gia đình gia đình rồi lại có người này người kia cho nên là cái chi phí nó sẽ được nhân lên nhân lên rất là nhiều ở đây thì cũng chia sẻ uh, cho quý vị là cũng có sẽ có nhiều cái kinh nghiệm hơn bởi vì khi mà mang hơn 5.000 đô thì có Ít có mà để trong cái gọi là túi sách đâu quý vị với lại cái hành lý sách tay Bởi vì cái đó mà tất cả đều qua máy soi hết Một điều nữa là quý vị cũng nên nhớ nha Bởi vì khi mà chúng ta mang nhiều mà nhập cảnh vào được rồi á Khi khi ngược lại mà quý vị từ Việt Nam mà ra nước ngoài là tức là xuất cảnh đó Cũng vậy xuất cảnh thì quý vị cũng nhớ là quy định vẫn chỉ được mang tối đa là 5.000 đô thôi đó nhiều khi quý vị mang tiền về mang nhiều về xài là không có hết mang ngược lại thậm chí là có nhiều quý vị về Việt Nam bán đất á bởi vì mình ở nước ngoài mình không có bán được có mặt ở tại Việt Nam xong rồi mới bán được cái miếng đất gì đó thì bắt đầu là lấy tiền từ Việt Nam để mà đi nước ngoài thì quý vị cũng nên là gửi ngân hàng trong cái trường hợp này hoặc là chuyển khoản hoặc là như thế nào đó để mà tránh cái tình trạng chúng ta mang tiền mặt nhiều thì chắc chắn sẽ bị làm khó khi mà phát hiện nói chung là cái sự việc này cũng khá là nhiều quý vị cô bác anh chị cũng đã bị rơi vào cái trường hợp này rồi chúng ta mang quá nhiều tiền về bởi vì sao cái tâm lý là gì mang ít về thì sợ không có đủ để mà tiêu xài không có đủ để mà uh, biếu xén quà cáp này kia thế nhưng mà mang nhiều về thì uh, lại bị uh, xử phạt nói chung là nhiều người cũng lo xa đó quý vị uh, còn thừa là còn hơn thiếu Tuy nhiên với cái thực trạng như hiện nay ở những cái thành phố lớn thì cũng thường xuyên là xảy ra những cái tình trạng là cướp giật rồi móc túi. Cho nên là khi mà quý vị mang tiền về Việt Nam đó thì cũng không nên là mang nhiều quá, tránh cái trường hợp rủi ro phát sinh trong cái quá trình mà quý vị ở Việt Nam. Ví dụ như là đi du lịch này, hoặc là đi chơi, đi dạo phố cùng với lại người thân, anh em, bạn bè. Thì những đó là những cái con mồi lớn, Đối với những cái bọn mà thường xuyên trộm cắp đó quý vị thì chúng ta là những cái con mồi lớn để cho họ có thể săn bắt và rình rập bất cứ lúc nào cho nên là cái điều cẩn thận nhất là quý vị nên là để tiền trong tài khoản hoặc là trong ngân hàng ít mà để tiền mặt quý vị bởi vì những cái này nó rất là rủi ro nó rất là cao. Có thể là chúng ta đánh rơi này, đánh mất này, chúng ta tiêu xài nhiều quá mà chúng ta không có nhớ được là chúng ta đã tiêu cái gì cái số tiền nó lại hụt đi một cách rất là nhanh chóng tiếp nữa là cái vấn đề mà chúng ta đi ra ngoài đi ra ngoài thì rất dễ gặp những cái trường hợp mà cướp giật móc túi đầu đó à, giống như một cái trường hợp của một chị nữ việt kiều này bị giật túi sách lúc mà đang chụp ảnh ở tại sài gòn quý vị trong túi của chị lúc đó là có khoảng 4.000 đô và 5 cái thẻ tiến dụng. Thì cái lúc đó là chị cùng với người thân đang trên đường đi đổi tiền ấy, thì bị kẻ gian giật mất cái túi sách tất nhiên là chị cũng vẫn lo lắng tuy nhiên là vẫn chưa tìm được hung thủ đã uh, gây nên cái tội ác đó bên trong túi sách thì lại là tất cả những cái gì mà hai mẹ con của chị mang về việt nam thì uh, cái vị việt kiều này thì bị kẻ gian giật mất túi sách khi mà đang đứng chụp ảnh cùng với người thân ở góc giao lộ đường Cao Bá Quát, thi sách ở quận 1 quý vị. Dựa theo hình ảnh nghi phạm vô tình lọt vào cái khung hình của nạn nhân, đối tượng thì uh, lúc đó cũng đã bị uh, tiến hành uh, truy nã. Và uh, cái chị nữ Việt Kiều này chị cho biết rằng là mình vẫn chưa có hết bằng hoàng khi mà nghĩ về vụ cướp táo chợ táo tợn và manh động vừa mới gặp phải ngay giữa trung tâm Sài Gòn. Tình huống xảy ra thì quá nhanh, khiến cho chị và người thân không có kịp bất cứ phản ứng. Mình và con gái về Việt Nam từ hôm lâu rồi, để mà thăm người thân sau bao năm xa cách. Hôm nay khi mà đang trên đường đi chuyển tiền ngoại tệ, ngang góc giao lộ của đường Cao Bác Quát, thì sách thì mình cùng với người thân nán lại, vừa đứng chụp hình thì bất ngờ bị giật mất chiếc túi sách. Trong túi là tất cả những gì mà hai mẹ con còn mang về. Còn chưa kịp mua sắm gì thì bị giật mất. Nói chung là quý vị nên cẩn thận trong mọi tình huống, tránh những cái sự việc không đáng tiếc xảy ra. Và vừa rồi thì cũng là nội dung của video ngày hôm nay mà Việt TV muốn chia sẻ và gửi tới toàn thể quý vị, cô chú, anh chị và các bạn. Rất mong là quý vị, cô chú, anh chị và các bạn sẽ luôn luôn ủng hộ những nội dung hay và hấp dẫn trên kênh Việt TV. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.